Được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 27 tháng 7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp với Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trại hè thanh thiếu niên kiều bào về nguồn nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 tại huyện Dòng Trơm. Trại hè năm 2022 diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 7. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang, với sự tham gia của 45 trại sinh là các thanh thiếu niên kiều bào từ các quốc gia Mỹ, Canada, Na Uy, Ba Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Lào, Cộng hòa Séc, Thái Lan, Campuchia và các bạn trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Bến Tre, đoàn trại hè đã đến viếng và dâng hương tại đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định ở xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm. Nhân dịp này, đoàn đã tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách ở huyện Dòng Trơm, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Trước đó, đoàn được giới thiệu tham quan quá trình sản xuất kẹo dừa tại thành phố Bến Tre. Đây là một sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của người dân Bến Tre.